Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Minh Hùng đến tham quan một căn nhà phố với diện tích ngang 4,5m, độ dài 15m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Tọa lạc trên trục đường Phan Rí, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, rất là gần với siêu thị MH2. Đây là một căn nhà phố rất là đẹp, thiết kế sang trọng, nội thất cao cấp tặng kèm, sổ hồng riêng. Và đây là một căn nhà giá bán tương đối mềm nha quý vị, chủ nhà đang đại giá tới hơn 1 tỷ đồng bán nhanh cho cô bác anh chị thiện chí mua, giá bán đang chào ra chỉ hơn 7 tỷ một tí thôi. Hướng nhà là hướng chính bắc, phù hợp cho cô bác anh chị mình thuộc mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Và quý vị đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà và quý vị sẽ cùng em tham quan con đường trước nhà nhé. Con đường trước nhà này là một con đường lên tới 6m đường thông nha quý vị. Đường rất là sạch sẽ an ninh, đối diện nhà thì có sân banh và đường này thông, quý vị có thể ở làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa, vị trí đẹp, đắc địa và đường thông tứ tông luôn. Cách siêu thị MH2 trên trục đường Phan Rí khoảng tầm 500m thôi. Và ở đây thì quý vị sẽ có lớp cổng bên ngoài, lớp cổng sắt 4 cánh này, một khoảng sân 2m đậu xe gắn máy này. Ở trong sân này thì quý vị có thể nhìn lên mặt tiền nhà mình được này. Mặt tiền thì thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại nha. Và vô bên trong thì quý vị sẽ đến với lớp cửa 4 cánh, lớp cửa nhôm sinh pha. Ở dưới tầng trệt này thì chủ nhà có bố trí cho mình cái gara đậu xe hơi, quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ này. Ở đây thì quý vị sẽ có đèn trần bên trên kết hợp với màn rèm. Và phía dưới thì được ốp gạch 80, hai bên tường thì có sơn màu trắng. Và khu vực phía trong thì quý vị sẽ có hòn non bộ khô kết hợp với tủ rượu. Phía sau là không gian phòng bếp với đầy đủ nội thất tặng kèm. Hôm trước thì em đã quay cái căn nhà này một lần rồi và khi đó là chưa có nội thất nhá. Ngày hôm nay thì full nội thất rồi nên em quay lại cho mọi người xem. Nội thất bên trong thì có bàn ăn này, có thêm tủ bếp và khu vực để tủ lạnh. Phía sau nhà thì có giếng trời rộng kết hợp với phòng vệ sinh. Trước em quay thì căn nhà này thì có giá bán tới 7,9 tỷ, nay chủ nhà lại ngộp thêm rồi nha quý vị, lại ngắc ngoải thêm một tí nữa rồi nên tụt xuống còn có 7,450 tỷ đồng thôi. Và giá còn thương lượng thêm đấy nha quý vị. Quý chị cô bác quan tâm thì gọi ngay cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để đến tham quan ngay. Căn nhà ngang tới 4,5m, độ dài lên tới 15m, xây full đất, thiết kế đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm. Và đây là một căn nhà mới và sổ hồng riêng nha. Nhà sổ hồng đã có sẵn rồi, không cầm cố ngân hàng, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Quý chị cô bác mua bán thì công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Ở đây thì quý vị sẽ có một sảnh bên ngoài, không gian phòng khách này. Và không gian phòng khách bên trong của căn nhà chúng ta thì có sofa kết hợp với màn hình tivi, có cả máy lạnh luôn nha mọi người. Đây là không gian phòng khách này, có sofa này, phía sau có chạy ảnh trang trí, có máy lạnh Panasonic. Và ở đây thì quý vị thấy ở đây có cả màn hình tivi này, phía sau là hệ thống cửa sổ ra khu vực giếng trời. Phòng khách thì tương đối rộng, nhà 4,5m nên lọt lòng tới 4,3m nha mọi người, rất là rộng rãi và thoáng. Giá bán thì chủ đang ngộp theo thời gian, giảm giá liên tục. Trước thì mới cách đây hơn tuần thôi, Hùng quay căn này thì 7,9 tỷ mà lại chưa có nội thất. Nay Hùng quay lại căn nhà này cho mọi người xem thì chỉ còn có 7,5 tỷ thôi nha, 7,450 tỷ thôi nha quý vị. Nhà thì có 4 phòng và được chủ nhà bố trí full nội thất tặng kèm, có bàn trang điểm này, giường ngủ, tủ áo này. Phía trước có hệ thống cửa sổ và cửa ra ban công. Ngoài ban công thì quý vị sẽ có ban công m2, ốp gạch trang trí rất là đẹp, có tủ áo, có máy lạnh và có vệ sinh trong cho từng phòng. Sàn phòng ngủ thì được ốp gạch 1m2. Phòng vệ sinh thì đều có bồn tắm đứng, bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi và đèn led. Qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau này. Giường ngủ này, tủ áo rộng, máy lạnh thì cũng đã được trang bị sẵn. Phía sau đây thì có cửa sổ và cửa ra giếng trời. Phòng vệ sinh trong vẫn có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Ngang 4,5m, độ dài 15m. Chủ nhà đang ngộp nặng và giảm giá theo từng ngày, với giá bán giảm liên tục nha quý vị. Quý vị nào đang tìm mua nhà trên trục đường Phan Rí, gần với siêu thị MH2, sát với trục đường Trường Chinh, khu công nghiệp Tân Bình, di chuyển về các quận trung tâm gần và đi qua sân bay khoảng tầm 10 phút đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, khoảng tầm 20 phút thì hãy đến tham quan căn nhà này, một căn nhà đường thông 6m và giá bán thì vô cùng mềm mại và cực kỳ hấp dẫn, 7,450 tỷ đồng còn thương lượng.
Các phòng ngủ thì được chủ nhà bố trí đầy đủ nội thất, bao gồm giường ngủ, tủ áo, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm. Ở đầu giường thì có dán giấy dán tường đấy nha quý vị. Phòng vệ sinh trong cùng với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm, hoa sen và gương soi. Phòng ngủ số 4 này, quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 4 nhé. Đầy đủ nội thất tặng kèm nha mọi người. Hướng nhà là hướng chính bắc, phù hợp cho cô bác anh chị mình thuộc mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Quý chị cô bác đang tìm nhà ngang tầm 4,5m trở lên, giá rẻ tầm 7 tỷ, hơn 7 tỷ, thì quý anh chị cô bác còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho em Hùng để đến tham quan ngay. Sản phẩm nhà phố xây mới, chính chủ xây ở ngang 4,5m, độ dài 15m, xây phun đất, đường thông 6m, hướng chính bắc. Giá bán chỉ 7 tỷ 450 triệu đồng thôi, giá bán còn thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Nhà thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, quý vị sẽ có sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Đây là không gian phòng giặt này. Phía sau đây là không gian sân thượng sau với khu vực trồng cây xanh và hàng rào bên trên. Bên ngoài sẽ có không gian phòng thờ rộng và sân thượng phía trước nhé. Không gian phòng thờ rộng của căn nhà mình đây, và không thể thiếu là sân thượng trước của căn nhà. Giá bán là 7 tỷ 450 triệu đồng. Quý chị có bác quan tâm đến căn nhà full nội thất hướng chính bắc, ngang 4,5m, độ dài lên tới 15m, xây phun đất, hướng bắc, đường thông 6m, thuộc trục đường Phan X, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. View sân bay thoáng mát và sát bên siêu thị Emax này. Hãy gọi cho em để đến tham quan trực tiếp căn nhà và gặp chủ nhà để thương lượng giá cả cũng như hỗ trợ vay ngân hàng. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.